Rồi chào các bạn luôn Tâm ơi. Dạ. Chào các bạn luôn. Rồi chào các bạn nha các bạn. Rồi bữa nay ổng gài mưa gió quá mình không có đi thăm lứ được, giờ mình đi bắt chuột các bạn ơi. Rồi bữa nay anh em kênh Săn Bắt Săn Hộ TV mình đi bắt chuột nha cả nhà. Lời đầu tiên xin cho anh em mình gửi lời chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Bữa nay mình chơi lớn luôn là đem theo cái máy phát cỏ bơm bơm nước luôn, bơm nước vô hang luôn. Sao bờ này sao im không? Rồi bờ này không im nhưng bờ này có người thuốc rồi nên anh em mình đi bờ khác nha cả nhà. Rồi chuyện nào có hang nào có chuột mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Mấy bữa nay mưa bão quá thăm bảy gắn không dính này, anh em mình tổ chức đi bắt chuột nha cả nhà. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành nha cả nhà. Này bắt đường cũ rồi mấy bạn ơi, này có người ta bắt rồi. Này, bắt cái đường cũ lên này có người bắt rồi. Này để nữa mình kiếm luồng mới cái luồng để mình gác máy đây nha. Gác máy đây có gì mình chụp tiếp mới được. Sơm sơm nung nó mới được Tâm ơi. Ấy kìa 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 chưa chịp. Hay quá. Một con. Đấy xong lấy công như thông buộc ngang đó đi rồi cho nó chạy vô nữa. Còn mình cứ lấy cái kia lấy cái nữa đem lại, bỏ cái kia xuống lấy cái đó đẩy lên đi thôi. Một con đầu tiên nha cả nhà. Nè nè lên rút cái đó bỏ cái này xuống chịp. Rồi một con đầu tiên nha cả nhà. Cái con á chịp ơi. Này giờ dứt bắt màu ăn lắm. Đi. Nếu có nhập qua bà chung cho con hết. Rồi con đầu tiên nha cả nhà. Đấy vô nó kẹ vô nó kẹ. Trời. Ngứa. Ngứa bắt ngứa. Cái này phải anh có dây mình buộc cái đầu nó lại cái để đó nha ta. Anh hai xách lại đó, xách cái vỏ lên anh. Gọng từ đâu ta? Cái gọng thấy trên quẩy hả? Trời gọng qua máy xe hay gì trời? Quá cá đi chị ơi. Con giả. Ngết tự hả? Trời trời ngết. Rồi tắt đi. Không biết tắt đi. Mới mình thay làm cầm đó từ từ mình có kinh nghiệm. Hết rồi. Này nó có bắt đồ nó bắt bớt của mình. Chứ có tụi con nhíu chạy ra trên.
tốt đẹp. Con hết luôn nha cả nhà. Hết cho cả bự con chuột. Hết cả bự luôn nha. Rồi bỏ cái lồng ở ngoài luôn. Bỏ lồng ở ngoài rồi. Không có mình đi vô luôn đi ha. Về nhà nhà bắt đi ở đây vậy mình tốt khăn. Rồi thôi nào tới bắt nữa mình bấm máy nha. Quá trời ớt anh em ơi. Nhung đệ. Cái thứ hai nha cả nhà. Đây là ăn sớm nó sẽ được. Đập cái đó nè. Được hai cái kia. Đây nè chịp. Nó gọi nó chui vô hang rồi chịp. Hả? Nó chui vô đây rồi. Chui đó hả? Ừ. Rồi chui vô lỗ rồi nha. Bỏ đồ lấy về cho gắt ăn cho tụi nó. Bỏ lại vô nó bị đó. Để chỏ luôn.
bỏ vô lòng thôi. Giờ thành quả nãy giờ là 5 em chuột bự rồi phải không? 4. Có con ếch bự hơn mấy chuột nữa mấy bạn. Con ếch nè, hết hổn hết rồi. Còn con ếch bự hơn chuột. Rồi, em mình bỏ vô lòng thôi. Cái này luôn đi khỏi tháo đít. Rồi nào có nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Vô hả? Cho nó trong cái đó luôn đi. Chắc nãy tung ra nổi không? Tại lưng này mình đưa không có cứng bằng ấy à. Sao tung nổi? Sợ mấy cắn chắc nó. Sao tung nổi? Cái chỗ chắc nó. Còn nó dọn hai cái. Mà muốn bị biết rồi đem tôi lớn theo lão khổ hạnh mình. Mày lớn, mày lớn thằng giàu con này thì ghẻ vậy. Trời bự kìa. Con này phải không? Bạn ký không? Từ 1 ký cứ 1 ký. Trời ơi nó bự nè mấy bạn ơi. Vô mánh. Thấy nước ra là biết con nào ra. Rồi trả đi. Chở đi không có con chuột nào chứ. Vô quốc không? À, có gắn không có chuột. Chỉ cho quốc hết rồi còn nữa. Ê sọt lên tại 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 thứ chuyện phát rồi. Anh bơm bây giờ tới ngầm ơi có nạn thua diện thua chứ. Vô ăn. Ừ. Bỏ vô đó luôn hả sao ta? Đợi có gắn luôn sao? Không, không có. Con một à. Dễ gì nãy con. Nó vô nó ăn lỡ thập sao không? Dễ. Lỡ thập gắn con ngựa sao? Quá đã mấy bạn ơi có thu nhập nha, ngon lành. Con này khoảng ký nha cả nhà. Gà không gà không gà. Bỏ mẹ vô đây đi, chuột không dám cắn nó đâu. Được không? Rồi khoan để anh ấy cho con. Ê. Cái hang thứ tư nha. Này mình về cái bờ khu vực nhà mình rồi. Chưa nước mà. Nó khịt cái đằng nó có nữa rồi đó. Bà này dữ lắm chuột hết chị ơi. Rồi con cá chịch cái nhảy kìa. Rồi này là sói không? Sói không? Sói. Sói có hên không? Rồi lấy cá xà dư rồi lại đặt nữa đây. Tôi bỏ chuột vô cái đây. Ừ, cái này nó dễ chạy lắm. Ở này ở đây nó xịt nó chạy lên đó. Rồi, một con cũng nhâm chưa bơm kịp bơm nước nữa. Mới sọt sọt. Ai sao tôi khai đao con diễn bự chuyện chịch. Sọt sọt nó tung ra liền. Thì nãy khai đao thì gắn ra.
này qua ông chị bắt ra, ở qua ông nhìn bắt đã luôn, hai công nhum thế dễ chạy không? Ừ. Qua đó công nhum bành bành không đó. Ê, đi vô cái đó rồi chứ. Rồi, mong em công nhum nghe, ông vô trong khẩu khẩu trong kìa. Cắn mấy chục cơm chắc thấy bà hết quá. Đây mấy bạn ơi, thành quả nãy giờ rồi. Rồi, để chuẩn bị chụp nữa kìa. Xì ra dưới này nè. Xì ra đây nè Tâm. Xì ra ra đó thấy không? Không không ra đâu. Không phải hang đó đâu. Không có nó đó, hang này đâu ra nước được đâu. Chứ có đó là nhào liền hả? Thấy nãy giờ. Lắc nhẹ rồi chạy rồi. Nó lặn trở ra ngược lại đó nước, mình lặn đâu có lên tim. Bỏ đây. Rồi. Nông nông về Lan ơi. Nông chỉ sẵn nó tiếng chứ. Không có phía bên kia. Trước đạo chạy theo xuống này. Ông chơi vô hang luôn coi. Chạy đâu hay dưới hả? Rồi nước lỗ hoành kia kìa. Chạy dưới dưới tốt chứ nha. Đó đó. Ừ. Có nó ra lặng liền chứ. Được rồi chị ba tắt đi. Đấy gọi gọi chạy ra rồi. Cấp hả? Cấp. Cấp hả? Cấp hả? Rồi. Xì nước rồi đó.
hang kia chưa xì vậy chị? Hang kia người ta nó chạy ra nữa chứ không có gì đó. Có cái hang kia chưa xì vậy? Chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi cả nhà. Con hang cả nhà. Rồi em mình lên lấy máy nó tè tè nữa. Máy giờ bao cái hang đây. Chạy ra được các bạn ơi. Vậy hang ngắt đâu hay thiệt. Mình đặt 4 cái sợi dây nha. Hy vọng là đợt này nó sẽ không có lối thoát nha cả nhà. Có làm gì hứ đắng vậy? Kìa nó ở đây nè. Nó nói sao không đi. Xích lên chút nữa được. Thấy ra cả nhà. Tôi chưa thấy nước ra được nha, hai hang rồi đó. Ra hết con kìa. Nháy. Quá đã không có rồi. Rồi cho anh em mình chào cả nhà clip này nha. Về cũng gần tới nhà, nãy giờ đi bắt khoảng chừng chục hang cả nhà. Mới đi bắt lần đầu nên cũng chưa có kinh nghiệm nên là xảy hên số. Chuột hết số. Giờ thắng nước nè, nó ở bạ. Rồi chút xíu nữa vô tới nhà mình mà thôi, đây 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 mình quay thành quả cho cả nhà xem luôn nè nha. Đó. Con ếch, con cũng nhum kìa. Với 4 con chuột cơm nha cả nhà. Với một con rắn nữa, con rắn. Với con rắn hôn ngựa nữa nha. Nãy bạn thấy đó. Để nhà không có đem theo. Rồi cho mình chào cả nhà clip này. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ, ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Giờ này cũng xế xế chiều rồi. Đi nãy giờ cũng nửa tiếng trên nửa tiếng. Anh em ai cũng đuối đuối rồi. Nên thôi vô rồi để chuẩn bị ngày mai mình có chuyến đi thăm bãi gắn nha. Rồi mốt hay bữa kia gì anh em mình sẽ tiếp tục đi bắt chuột nha. Để về
mình trang bị xăng cộ nữa. Đấy, cũng hết xăng rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye cả nhà.